Câu chuyện sách giáo khoa tiếp tục được dư luận và cử tri quan tâm trong bối cảnh năm học cũ vừa kết thúc, học sinh đang bước vào mùa hè và có những chuẩn bị cho năm học mới. Để con sớm làm quen với chương trình học lớp 2, chị Trần Ngọc Dung, ngụ ở phường Lái Thiêu, đã chủ động mua sớm sách giáo khoa. Tuy nhiên, khi đến nhà sách, chị lại phải e dè, xem tới xem lui danh mục sách. Bởi nhà trường trộn nhiều loại trong cả 3 bộ sách hiện hành. Thậm chí có loại dù không cải cách cũng ghi chọn theo năm. Có loại trường đặt mua. Em thấy nội dung nó cũng y như vậy à. Nhưng mà sao lại phải quy định là đúng năm 2023, nhưng mỗi năm là phải mỗi năm mới mới học sách được. Thằng nội dung thì nó cũng y vậy. Coi em mới học năm 22 rồi, giờ có thằng em nó kế nữa. Lại phải bắt buộc năm 23, 22 thì lại nhà trường lại không chịu. Thực tế, trước khi thông qua chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa trước Quốc hội năm 2019, thì đã có nhiều tranh luận quan điểm trái ngược. Vì có nhiều bộ sách giáo khoa sẽ gây ra nhiều khó khăn, phức tạp, tốn kém cho phụ huynh và lãng phí nguồn lực xã hội. Bởi vì hàng năm, các trường lại lựa chọn sách giảng dạy và thường xuyên thay đổi theo ý chí chủ quan của nhà trường, của địa phương. Con tôi đang học nửa chừng ở tỉnh Bình Dương thì đang học cái loại sách cánh diều. Nhưng mà sau đó hết học kỳ thì con tôi chuyển về tỉnh khác. Thì khi về tỉnh khác thì cái bộ sách cánh diều nó không phù hợp với cái tỉnh mà tôi chuyển về. Hiện tại thì tôi rất thấy là phản ánh nhiều của phụ huynh là tất cả các sách giáo khoa nó không có trùng khớp với nhau. Nó có nhiều nhà sản xuất, vì vậy nên là các phụ huynh rất là lo lắng và không biết lựa chọn cho con cái sách như thế nào để cho con phù hợp với cái môi trường học của con. Chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa được đánh giá là xu hướng tiến bộ của giáo dục thế giới. Phát huy trí tuệ và tài lực vật lực của xã hội đóng góp cho giáo dục mà chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 xây dựng. Nhưng để tránh tình trạng thay đổi sách liên tục, một bộ sách chỉ dùng được một lần, thì nên chăng chỉ cần vài bộ sách giáo khoa được trình bày theo các cách khác nhau, dựa theo khung chương trình chuẩn là đủ, để từ đó hạn chế hiện tượng mỗi trường một bộ sách, mỗi địa phương mỗi cách chọn sách, gây lãng phí cho xã hội.